Quý vị thân mến, hiện tại sáng nay hai vợ chồng chúng ta đang có mặt tại địa chỉ 160 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú quý vị. Khi mà đi ngang qua đây, chúng ta thấy có một quán nhìn còn cũng rất là mới, rất là sạch sẽ và nhìn cũng rất là hấp dẫn quý vị. Ở trên đây có rất là nhiều món ăn ngon. Chúng ta cũng muốn ghé lại dùng cũng như là chia sẻ đến với toàn thể quý vị luôn. Đây, quán có tên là Thuần Phát Điểm Tâm Hồng Kông. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng với Phu Tha đi vào hỏi thăm cũng như là xem thử quán bán như thế nào, thời gian ra sao. Quán có cái gian hàng bếp đó quý vị, nằm ở phía ngoài quán đó. Bây giờ xin mời quý vị cùng với Phu Tha đi đến hỏi thăm quán xem thử như thế nào quý vị. Ở đây Phu Tha thấy quán rất là rộng, có hình như là có hai mặt bằng luôn quý vị, ở bên đây nữa, ở bên đây và ở phía bên đây, rất là rộng. Đây quý vị, Phu Tha không biết đọc chữ Hồng Kông. Nếu mà quý vị nào biết chữ Hồng Kông thì quý vị có thể đọc này. Nhưng mà ở dưới thì Phu Tha thấy chữ Thuần Phát quý vị. Đó, Thuần Phát, xá xíu, tôm cá. Bên đây là gì? Hoành Thánh. Đây, không biết là như là của Hồng Kông, Điểm Tâm Hồng Kông. Và nãy mình Phu Tha đưa điện thoại lên thì mấy anh đầu bếp ở đây, mấy anh sợ ngại á, mấy anh chạy hết mất tiêu rồi. Giờ sao hỏi mấy anh đây. Đây quý vị, để Phu Tha đi lại ở phía đằng sau sẽ có đây. Sao đi hết rồi? Mấy anh để em làm vào đầu bếp luôn hả? Ở đây là nước hầm này quý vị, hình như là nguyên con gà, cái ức gà hầm á. Bên đây thì anh chuẩn bị sẵn rồi nè, tôm cá đó, mực. Ở trên đây là mì đúng không anh? Mì sao á? Mì không màu không hàng the. Đấy quý vị, hình như em chào chị. Giới quán của mình ở đây bán được lâu chưa hả chị? 5 tháng rồi. 5 tháng. Thường như vậy thì mình bán từ giờ nào đến giờ nào hả chị? Mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ tới 12 giờ trưa. Buổi sáng. 6 giờ sáng tới 12 giờ. Dạ, buổi chiều mình không bán hả chị? Không em. Mình chỉ bán có 6 tiếng thôi. Dạ. Quán mình là của Hồng Kông hả chị? Dạ. Tôm là tôm tươi. Dạ. Hồng Kông thì cảm ơn chị. Hồng Kông thì có rất là nhiều món ăn ngon đúng không quý vị? Quán mới mở được 5 tháng. Đây, có hai anh đầu bếp. Nước này là để mình trùng lại hả anh? Bên nước trùng, bên nước lèo.
anh làm nhanh quá, mình quay không kịp quý vị ạ. Quay view của mày nó hơi đậu kìa. Dạ. Dạ. View của nó đẹp. Ở đây là có ba loại nước gì vậy anh? À, đây là nước sốt dầu hào, đây là mỡ, dạ. Đây là nước nêm. À, dạ. Đây quý vị ơi, đây là cái thực đơn menu của quán này quý vị. Thuận Phát nè. Quán mở cửa từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nha quý vị. Đây và rất là nhiều món, hủ tiếu, mì cá. Hồi nãy thì Phú Tha gọi một hủ tiếu mì cá này quý vị. Bên đây thì có hủ tiếu mì hoành thánh xá xíu, hủ tiếu mì tôm cá. Đó, quý vị có nhìn sơ qua nha. Trung bình thì món từ 45, 50, 60, 75. Bên đây là há cào quý vị. Há cào, tôm tươi, bánh xếp cuốn, tôm cua, bánh xếp sò điệp tôm. Toàn món ngon không quý vị ạ? Món Hồng Kông. Bên đây là món hấp, món chiên nè. Nãy thì bà Phú Ta có gọi thêm cái bánh cuốn. Nãy gọi bánh cuốn gì về hóa? À, bánh cuốn xá xíu đó quý vị. Rồi, nước. Bên đây thì bánh bao, xôi, bánh cuốn. Và bánh cuốn tôm chiên 45. Rồi. À, nãy thì quán bưng ra cho Phú Tha tô hủ tiếu mì cá rồi quý vị. Đây. Phú Tha để lâu quá rồi ham quay. Nó không được ngon rồi. Vợ của ta thì ăn há cào, một tô há cào rồi. Đây, nhìn rất là sạch sẽ. Đây quý vị. Ở đây thì của ta thấy có hai sợi. Đây là sợi hủ tiếu. Đây là theo như bình thường á, đây là sợi mì quý vị. Theo như bình thường đó là Phú Tha gọi là sợi phở, nhưng mà Phú Tha nghĩ rằng ở đây thì gọi là sợi hủ tiếu đó quý vị. Sợi rất là bự quý vị ạ. Hình như là bên Hồng Kông là như vậy. Còn bên Việt Nam thì gọi là sợi phở. Ở Hồng Kông thì như là người ta thường hay gọi là sợi này là sợi hủ tiếu. Dì ơi dì, à, cái sợi này mình gọi là sợi hủ tiếu đúng không dì? Dạ. Nó giống sợi phở á. Nó bự. Dạ. Đây, tô hủ tiếu cá, mì cá, nhưng mà là có hai loại, cái mềm, cái dai. Đây, mì thì nó dai dai nè, sợi hủ tiếu thì nó mềm. Đó, có thêm rau, cá. Ôi, đói bụng quá quý vị ơi. Thôi mời quý vị dùng nha. Đây thì vợ của ta làm sẵn cho chén nước tương rồi, chấm miếng cá coi. À, đây là ngon. Dạ. Dạ. À, đập bỏ. Mình bỏ vào đây luôn đúng không gì? À, bỏ vô cái nước con thì cũng không biết nữa. Đó. Đây cô chị chủ quán chỉ mình luôn. Tại vì không biết. Cái này quán tự làm. Mình tự làm luôn á. Dạ dạ. Dạ đây. Đó, này là bánh cuốn xá xíu. Dạ bánh cuốn xá xíu. Bánh cuốn này là tiêu mới làm. À. Đây đặc biệt là món này chạy cho nó tiêu mới làm. Dạ dạ dạ. Sa tế, đặc biệt là sa tế. Nãy thì cô ta đâu có biết, cô ta chấm nước tương.
thì chị nói là bỏ thêm sa tế vào tại cái sa tế nó mới ngon, mới đặc biệt. Nhìn quán rất là sạch sẽ, rất là ngon vậy. Tại hai vợ chồng gọi ba món. Nãy thì vợ phụ ta ăn cái há cạo mất tiêu rồi, phụ ta chưa kịp quay, vợ phụ ta đói quá ăn mất tiêu rồi. Đây cái nước này nó trong nước vị. Thanh, rất là thanh luôn. À. Nãy thì mình ham quay quý vị, cái nó nở ra thì mình mới thêm ít nước. Quá rồi, không cho rồi. Chắc quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử tiếp món thứ hai. Món này lần đầu tiên của ta ăn luôn á, món Hồng Kông. Lần đầu tiên ăn luôn quý vị. Nãy gọi là bánh ướt hấp hồng xá xíu hả? Bánh cuốn xá xíu quý vị. À, trang trí rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp quý vị. Có hai cái cải nè, hai bên. Còn mỗi ba cái. Phần này bao nhiêu quên rồi á? 45 là tính ra một cái như vậy là 15.000 nha quý vị, 15.000. Cái này thì không biết có chấm có thêm cái gì không, nó cho thành thêm cái nước tương đi hả? Vừa chưa? Thôi khỏi chén đi. Cái nước không cũng ngon rồi. Nước nó rất là đặc biệt luôn. Hóa, cảm nhận miếng nước này có hóa. Cái này chắc phải ăn bằng muỗng quá. Ồ, rất là nhiều xá xíu luôn. Dạ. Đúng là cái gì lần đầu cũng vậy quý vị ha. Lần đầu là chưa có kinh nghiệm. Chị và chị. Thì phải chị mình không biết ăn. Đó, nhưng mà rất là ngon. Và cái cuốn nó rất là mềm. Mà thịt kỳ nó dai. Hương vị rất là lạ. Rất là nhiều. Nhiều xót xíu. No quá quý vị ạ. Nãy mới ăn nửa tô hủ tiếu và một cái rưỡi này thôi. Cô ta ăn một cái rưỡi, trừa lại cho vợ cô ta một cái rưỡi. Thank you.
Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay. Mới dùng xong thì anh nhân viên phục vụ đưa ra cho cô ta hai cái bánh này quý vị. Cô ta cũng không biết bánh. Ủa, em, anh ơi, bánh này là bánh tráng miệng hả? Dạ, bánh tráng miệng. Ờ, là cái này có tính phí không? Có tính tiền không? Mà bánh này gọi là bánh gì vậy? À, dạ. Ờ, cô ta nhìn cũng rất là lạ quý vị, nhưng mà không biết là bánh gì. Để cô ta hỏi chị chủ xem sao quý vị. Chị ơi, cho em hỏi chút xíu là, ủa, bánh này là mình tráng miệng đúng không chị? Dạ, bánh này là gọi là bánh gì vậy chị? Bánh hạnh nhân. Bánh hạnh nhân. Dạ. Quán tự làm. Ồ, quán tự làm luôn. Là lúc nào mình ăn xong là mình cũng có là tráng miệng là chỉ có từ thứ hai tới thứ sáu thôi. À, bánh là thay đổi mỗi ngày. Dạ, còn thứ bảy chủ nhật là không có. À, thứ bảy chủ nhật đông nên mình không kịp. Wow, đây là một trong những quán mà cô ta thấy có cái điểm rất là khác biệt so với những quán khác nha quý vị. Sau khi ăn xong quý vị có thể có bánh ăn tráng miệng thôi luôn, nhưng mà từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Những ngày khác là có bánh gì hết chị? Bánh đậu đỏ, bánh mè. Dạ, thay đổi nhau như vậy. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Bánh hạnh nhân quý vị, hai vợ chồng hai cái. Rồi, xin mời quý vị nha. Hạnh nhân này. Ngon. Bánh này quán cũng tự làm luôn. Thì quý vị nào mà muốn ăn bánh hạnh nhân á, thì quý vị có thể đến đây dùng điểm tâm Hồng Kông buổi sáng Thuận Phát thì sẽ có. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.